Niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, Diệu Nguyên dịch. Một La Mã, niệm Phật chắc chắn giảng sanh. Một, mười niệm giảng sanh. Trong Ấn Quang Đại Sư Toàn Tập, phần Vĩnh Tư Tập, cư sĩ Dương Bách Linh có một đoạn tự thuật như sau. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 25, một lần tôi thổ huyết rất nhiều, khi ấy mạng sống chỉ còn trong hơi thở. Tuy nhiên, khi xét lại tâm mình thì tôi thấy, một là không hoang mang, hai là không sợ hãi. Chỉ đáng tiếc là việc niệm Phật vẫn chưa được tốt. Sau khi khỏi bệnh, tôi cùng với một người bạn là một vị tăng đến Giang Tô, Chiết Giang hành hương lễ Phật. Đến Tô Châu đảnh lễ sư rồi, trình bày về bệnh tình nguy kịch cũng như tâm trạng của mình. Sư nghe xong liền quát lớn: "Nếu ông nghĩ như vậy thì đâu đến được Tây Phương đâu. Niệm như thế nào mới gọi là tốt? Mười niệm giáng sanh." Có vị cư sĩ họ Dương, vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 25 năm 1936, một lần bỗng thổ ra nhiều huyết, mạng sống chỉ còn chút hơi thôi thóp, có thể chết bất cứ lúc nào. Khi ấy tâm trạng của ông ra sao? Ông ta không hoang mang rối loạn, cũng chẳng sợ hãi. Thông thường, con người khi lâm chung, tâm thường sẽ bị chi phối nhiều bề, tinh thần không làm chủ được, đường trước mờ mịt, không nơi nương tựa. Nhưng tất cả những trạng thái ấy, vị cư sĩ này đều không gặp phải. Ngược lại, ông ta rất bình tĩnh. Ông chỉ băn khoăn một điều là tuy hàng ngày mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng chưa được tịnh niệm tương tục, vẫn còn vọng tưởng xen tạp. Sau khi khỏi bệnh, ông cùng với một vị tăng đến Giang Tô, Chiết Giang hành hương lễ Phật. Không biết lúc này Đại sư Ấn Quang đang bế quan trong chùa Báo Quốc ở Tô Châu hay ở chùa trên núi Linh Nham. Cuối cùng, ông ta đến Tô Châu đảnh lễ Đại sư Ấn Quang, rồi trình bày về bệnh tình cũng như tâm trạng của mình. Đại sư Ấn Quang nghe xong, lập tức quát: "Nếu như ông còn ôm khư khư cái thứ quan niệm này, thì e rằng không thể giảng sanh được đâu." Niệm Phật như thế nào mới gọi là tốt? Mười niệm đã đủ để giảng sanh, sao lại có chuyện niệm tốt với không tốt? Huống hồ ông niệm Phật đâu phải chỉ có mười niệm. Trong Quán Kinh phần Hạ Phẩm Hạ Sanh nói đầy đủ mười niệm. Chúng ta niệm Phật đều hơn mười niệm. Hiện tại đã là người niệm Phật thì đương nhiên chúng ta sẽ giảng sanh. Chúng ta phải điều chỉnh tâm thái của mình, biết rằng mình chỉ là kẻ hạ phẩm hạ sanh khi lâm chung, cho nên hiện tại chỉ cần niệm Phật cho đến mười niệm. Bài thứ 8, nghĩa của điều nguyện thứ 18, ngày 16 tháng 10 năm 2005. 2. Thí dụ tảng đá lớn nhờ thuyền. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo có một thí dụ tảng đá lớn nhờ thuyền. Có vị quốc vương đến gặp một vị A-la-hán xin được chỉ dạy Phật Pháp. Quốc vương hỏi vị A-la-hán: "Nếu có người suốt đời không có duyên gặp Phật Pháp, không biết học đạo tu hành, cũng không gặp được thiện duyên để hành thiện tích đức, trái lại chỉ gặp người ác, cảnh xấu, nên người đó cả đời tạo nhiều nghiệp ác như thập ác, ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, không biết hổ thẹn. Lẽ ra người đó phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Thế nhưng khi lâm chung, nếu người ấy khởi tâm niệm mấy câu Phật hiệu thì có thể thoát khỏi nghiệp địa ngục mà giảng sanh tịnh độ. Tôi không tin là có đạo lý này." Vị quốc vương lại nói: "Có người bình sanh chỉ sát hại một sinh mạng, sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Tôi cũng không tin lại có thứ đạo lý này." Vị A-la-hán nghe quốc vương nói xong thì ung dung hỏi: "Nếu đại dương đem thả một viên đá nhỏ trên mặt nước thì
thì nó nổi hay chìm? Quốc Vương đáp: Đương nhiên là chìm rồi. Vì đã là đá thì bất kể to hay nhỏ, nếu thả xuống nước thì nó đều chìm đến đáy. Vị A-la-hán lại hỏi: Nếu để 100 hòn đá lên trên thuyền thì nó có chìm không? Quốc Vương đáp: Đương nhiên là không chìm, bởi vì nó được đặt lên trên thuyền. Vị A-la-hán liền nói: Lý đạo cũng như vậy, một người cả đời làm nhiều việc ác, tội nghiệp vô cùng sâu nặng, cũng giống như 100 hòn đá kia, lẽ ra nhất định phải chìm xuống tận đáy nước, nổi là việc không bao giờ có. Thế nhưng, khi lâm chung nếu người ấy niệm Phật, nương vào nguyện lực từ bi cứu độ của Phật, thì sẽ thoát khỏi tội đọa vào địa ngục A Tỳ, cũng giống như để 100 hòn đá lớn lên trên thuyền, cũng không thể chìm được. Còn một người cả đời sẽ sát hại một sinh mạng, tội nghiệp như thế không phải là nặng. Nhưng vì người này không nương tựa vào sức cứu độ của Phật, cho nên theo nghiệp lực mình đã tạo mà phải đọa vào địa ngục. Cũng giống như viên đá tuy nhỏ, nhưng nếu không được để lên thuyền thì rốt cuộc cũng bị chìm xuống đáy biển. Quốc Vương nghe xong thí dụ này liền thoát nhiên đại ngộ, từ đó tin tưởng niệm Phật có thể giảng sanh tịnh độ. Thế giới Ta Bà còn gọi là đời ác ngũ trược. Chúng sanh trong cõi này, trong tâm đều chất đầy chủng tử nghiệp lực tham, sân, si, mạng, nghi. Chỉ khác là có người thiện nhiều ác ít, có người ác nhiều thiện ít. Thậm chí có người suốt đời chỉ tạo ác, chưa từng hành thiện tích đức. Thế nhưng, tuyệt đối không hề có người nào cả đời chỉ hành thiện tích đức mà chưa từng làm qua việc xấu. Thế nên, sở dĩ chúng sanh sanh ra ở thế giới Ta Bà này là đều do cùng có cộng nghiệp, cùng một bản chất. Cho nên, chúng ta là người học Phật, nhất là người tu học pháp môn tịnh độ, phải tự thấy mình là một chúng sanh tội ác, sống trong đời ác ngũ trược. Cũng giống như thí dụ hòn đá lớn vừa nói ban nãy, nhất định phải nương vào thuyền bản nguyện của Đức Phật A-di-đà thì mới có thể từ bờ sanh tử bên này vượt qua biển khổ lục đạo tới bờ Niết Bàn bên kia được. Bất luận là người nào, bất kể tu pháp môn gì, nếu không nương vào Phật lực thì cũng đều giống như viên đá, cuối cùng sẽ chìm xuống đáy biển, tiếp tục luân hồi. Bài khai thị thứ nhất cho Liên Hữu ở Mân Nam của Pháp Sư Huệ Tịnh ngày 25 tháng 3 năm 2006. 3. Chân thực phát nguyện giảng sanh, chuyên xưng danh hiệu Phật, hoa sen ở tịnh độ hiện. Lại nữa, chân nguyện giảng sanh, chuyên xưng Phật danh, kỳ tâm quyết định, tịnh độ liên qua, hiện kỳ sắc tướng. Tức là chân thật phát nguyện giảng sanh, chuyên xưng danh hiệu Phật, tâm ấy vừa quyết định thì hoa sen ở tịnh độ hiện ra. Chân nguyện giảng sanh nghĩa là từ trong tâm chân thật phát nguyện giảng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải chỉ nói suông ở cửa miệng mà thôi. Nếu hiện tại phát nguyện giảng sanh, nhưng lúc lâm chung nếu bị chồng hoặc vợ lưu luyến liền nói: Khi tôi đi theo Đức Phật A-di-đà rồi, không biết vợ tôi sẽ thế nào, chồng tôi sẽ ra sao? Đó không phải là chân thật phát nguyện giảng sanh. Cho nên, người tu tịnh độ chuyên xưng danh hiệu Phật, nếu tâm quyết định thì quyết định được giảng sanh, tâm không quyết định thì việc giảng sanh sẽ không quyết định. Nếu tâm người ấy quyết định, thì ngay khi đó ở thế giới cực lạc, hoa sen của chúng ta liền xuất hiện. Không những thế, trên hoa sen còn ghi rõ họ tên và hình ảnh của chúng ta. Do đó, tuy thân chúng ta còn ở Ta Bà, nhưng hình ảnh của chúng ta đã ở trong hoa sen trên cõi cực lạc rồi. Lệ như tu đạt, tương tạo kỳ duyên, tâm quyết định thời, ư hư không trung, hiện thiên cung điện. Thí như trưởng giả tu đạt,
lúc sắp xây dựng tịnh xá kỳ viên, khi trong tâm của ông vừa quyết định, thì trên hư không liền xuất hiện cung điện. Đây là một đoạn điển cố. Thời xưa ở Ấn Độ, có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt phát tâm lấy vàng trải khắp trên đất, rồi lấy đất này xây dựng tinh xá kỳ viên cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông cùng với Ngài Xá Lợi Phất đo diện tích đất để làm giảng đường. Hai người trù tính nó phải lớn như thế nào, dài bao nhiêu, rộng thế nào và hình thức ra sao. Trong lúc đang đo đạc, Ngài Xá Lợi Phất bất tri bất giác cảm động sự phát tâm của trưởng giả Tu Đạt. Ngài nói: "Trưởng giả Tu Đạt, nay ông đã phát tâm, ông có muốn biết rõ về công đức của mình như thế nào không?" Sau đó, Ngài Xá Lợi Phất lấy ngón tay chỉ lên hư không. Trong khoảng sát na, ở mỗi tầng trời cõi lục dục đều hiện ra cung điện để trưởng giả Tu Đạt có thể sanh về đó. Tinh xá kỳ viên vẫn chưa xây, mới chỉ đo đạc thôi mà quả báo của trưởng giả Tu Đạt đã thành tựu rồi. Trưởng giả Tu Đạt nói: "Chao ôi, thưa tôn giả, nhiều như vậy thì rốt cuộc về tầng trời nào mới tốt?" Ngài Xá Lợi Phất nói: "Ba tầng trời phía dưới đều hưởng dục lạc, hai tầng trời phía trên thì kiêu mạn, chỉ có tầng trời thứ tư, tức là trời Đâu Xuất, có Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ giảng kinh thuyết pháp, cho nên người sanh về đó vẫn còn có thể tiếp tục tu hành." Trưởng giả Tu Đạt nói: "Vậy thì con muốn sanh về cung trời Đâu Xuất." Khi ông vừa khởi lên tâm niệm này, thì chỉ trong nháy mắt, tất cả cung điện của các cõi trời khác đều ẩn hết, chỉ còn lại cung điện của trời Đâu Xuất. Nhân quả là như vậy. Cho nên nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta cũng vậy. Vừa khởi một niệm muốn giảng sanh, thì ở thế giới cực lạc đã có hoa sen của chúng ta rồi. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1, trang 151-153. 4. Phát nguyện giảng sanh là sự kết tinh của trí huệ. Triều Tống có một vị xuất gia nổi tiếng, cũng là một vị cao tăng thời bấy giờ, đó là luật sư Nguyên Chiếu. Ngài xuất gia từ thuở nhỏ, là người tinh nghiêm giới luật, học vấn uyên bác, trí huệ hơn người. Một lần, Ngài đọc được hành trạng của Thiền sư Huệ Bố, thời đại Bắc Triều. Bản thân Thiền sư Huệ Bố là người tu trì rất nghiêm cẩn, rất thanh tịnh. Thiền sư cho rằng, giảng sanh về thế giới cực lạc là để hưởng lạc, chẳng bằng phát tâm đại bi ở trong tam ác đạo cứu độ các chúng sanh thống khổ. Đó chẳng phải là phù hợp với bản hoài của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và phù hợp với ý nghĩa của việc học Phật sao? Luật sư Nguyên Chiếu bị ảnh hưởng khi đọc đến đoạn văn này. Ngài cũng phát nguyện không giảng sanh về thế giới cực lạc, mà ở trong tam ác đạo để cứu độ chúng sanh. Từ đó về sau, hễ thấy người niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc là Ngài quỷ bán, coi thường, cho những người này là trốn tránh, là tiểu thừa. Rồi một ngày, Ngài lâm trọng bệnh, đau đớn vô cùng, thần thức mờ mờ mịt mịt. Khi ấy, Ngài không có cách nào khởi được tâm đại bi, cũng không có biện pháp nào tư duy được nghĩa không bất tăng bất giảm. Lúc này, Ngài mới phát hiện ra rằng, cái gọi là tâm nguyện từ bấy lâu nay của mình thực ra là vô cùng mỏng manh, hời hợt. Quan niệm ấy không phù hợp với căn cơ của mình. Pháp không hợp cơ, giả sử lúc đó mình chết, không biết rồi sẽ đi đâu. Sau khi khỏi bệnh, Ngài vô cùng ăn năn, dốc lòng sám hối những quan niệm trước kia của mình. Về sau, Ngài đọc được tác phẩm Tịnh Độ Thập Nghi Luận của Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai. Trong đó nói: "Bồ Tát sơ phát tâm, chưa đắc vô sanh pháp nhẫn, vẫn cần phải luôn luôn ở bên Phật." Ý của câu văn này nghĩa là cần phải giảng sanh về thế giới cực lạc trước để được thân cận Đức Phật A-di-đà. Như thế, chẳng những không bị thoái chuyển
mà còn tiến dần lên quả vị Phật. Lại nữa, trong Tịnh Độ Thập Nghi Luận nói, phàm phu đầy phiền não, mặc dù có tâm đại bi, muốn phát nguyện ở thế giới Ta Bà cứu độ chúng sanh thống khổ, nhưng việc này không thể làm được. Giống như đứa trẻ sơ sinh, cần phải được chăm sóc tốt. Nếu rời cha mẹ, đứa trẻ không thể nào trưởng thành được, mà có thể sẽ chết. Hoặc giống như con chim non, nhất định phải nương vào cành cây, không thể đem tung nó lên bầu trời như con chim đã trưởng thành được. Luật sư Nguyên Chiếu vô cùng tán thành. Ngài biết quan điểm của mình là sai lầm, liền dứt bỏ hết những sở học trước đây. Từ đó về sau, Ngài chuyên đọc kinh luận Tịnh Độ, chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, trọn đời chẳng dám rời xa pháp môn này. Về sau, Ngài lại đọc được lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo. Phàm người chuyên tu niệm Phật, 10 người tu 10 người giảng sanh, 100 người tu 100 người giảng sanh. Nhưng nếu tạp tu, thì e rằng trong 100 người chẳng được 1-2 người giảng sanh, trong 1000 người chẳng có được 5-3 người giảng sanh. Luật sư Nguyên Chiếu liền y cứ vào lời khai thị của Đại sư Thiện Đạo, chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi thế cho nên nói, chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật cầu giảng sanh cực lạc là sự kết tinh trí huệ một đời học Phật của luật sư Nguyên Chiếu. Quan điểm về giá trị của người học Phật và người thế tục không giống nhau. Người thế tục thường đem việc kiếm tiền nhiều hay ít, địa vị thế nào, học vấn ra sao ra để đánh giá. Nhưng tiêu chuẩn của người học Phật thì ngược lại. Người học Phật thường nói, phải biết có nhân quả báo ứng, lục đạo luân hồi. Có việc giải thoát sanh tử luân hồi là việc tối trọng yếu của đời người. Như thế, dẫu cho không được học hành, cũng chẳng biết chữ. Nhưng Đức Phật Thích Ca cũng khen ngợi đó là người có trí huệ. Bằng không, dù cho có vài cái bằng học gì tiến sĩ loại giỏi, Đức Phật cũng bảo người đó là kẻ ngu si. Hai La Mã. Phải nên phát nguyện, nguyện sanh về cõi nước kia. Một, phải nên phát nguyện, nguyện sanh về thế giới cực lạc. Tông chỉ của Kinh A-di-đà là khuyên chúng ta nên giảng sanh về thế giới cực lạc. Chẳng những Đức Phật A-di-đà là giáo chủ của thế giới cực lạc, mà Ngài còn thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Ngài luôn luôn duỗi tay mời gọi, gian sinh chúng ta hãy để Ngài cứu độ về thế giới cực lạc. Trong nhiều bộ kinh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng khuyên nhủ chúng ta nhất định phải phát nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Thí như Kinh A-di-đà là bộ kinh rất ngắn, chỉ có 1858 chữ, nhưng có tới 3 lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ân cần khẩn thiết khuyên chúng ta nhất định phải giảng sanh về thế giới cực lạc. Đoạn thứ nhất khuyên giảng sanh. Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh Bỉ Quốc. Chúng sanh nghe rồi, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đoạn thứ hai, văn thì thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh Bỉ Quốc độ. Nghe lời ấy rồi, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Đoạn thứ ba, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sanh Bỉ Quốc độ. Nếu có người tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Có thể nói, lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vô cùng sâu sắc. Ngài nhiều lần nhấn mạnh, khuyên bảo, mong muốn chúng ta nhất định phải giảng sanh về thế giới cực lạc. Hai văn giải thích về Kinh A-di-đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1, trang 50 và 51. 2. Thông thường, người ta hay hiểu lầm về thiện căn phước đức nhân duyên. Phương pháp giảng sanh về thế giới cực lạc theo ý tiêu cực ở trên mà nói là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh Bỉ Quốc. Không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia.
Vậy thì ý nghĩa của 14 chữ này là thế nào? Thông thường người ta hay giải thích thiện căn là chỉ cho bồ đề tâm, phước đức là chỉ cho lục độ vạn hạnh. Lấy thiện căn của bồ đề tâm làm nhân, lấy phước đức của lục độ vạn hạnh làm duyên, nhân duyên hòa hợp thì mới có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế nhưng lại không thể đem chút ít thiện căn thì nhất định phải nhiều, nghĩa là đa thiện căn, tức là phải phát tâm vô thượng bồ đề. Như vừa nói, thiện căn thường được giải thích là bồ đề tâm, thế nhưng lại không thể dùng chút ít bồ đề tâm. Vậy thế nào gọi là ít? Người đã đắc quả vị A-la-hán cũng thuộc về thiểu thiện căn, bởi vì người này không phát bồ đề tâm, không hành Bồ-Tát đạo, cho nên không thể thành Phật. Giảng sanh về thế giới cực lạc là để thành Phật. Thông thường, người ta hay giải thích là người tu hành nhất định phải tự mình phát tâm vô thượng bồ đề để làm nhân giảng sanh. Đã phát tâm bồ đề thì nhất định phải hành Bồ Tát đạo. Do đó, phải rộng tu lục độ vạn hạnh. Đây gọi là phước đức. Lấy nhân tâm vô thượng bồ đề cộng với duyên phước đức lục độ vạn hạnh, nhân duyên hòa hợp mới đủ để được giảng sanh về thế giới cực lạc. Góc độ giải thích này không hề sai, nhưng chúng ta cần hiểu cho rõ ràng. Theo sự giải thích như trên, thì chúng sanh nhất định phải tự mình tích lũy thành tựu phước đức nhân duyên của tâm bồ đề cộng với lục độ vạn hạnh. Còn đối với chúng ta, phước đức là do Đức Phật A-di-đà tích lũy thành tựu. Then chốt của vấn đề là ở chỗ này. Hai văn giải thích về Kinh A-di-đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang 51 và 52. Ghi chú: các văn giải thích khác về câu kinh bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Phạn văn Hán dịch Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang: chẳng phải nhờ chút ít thiện căn mà các loài hữu tình được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phạn văn Anh dịch: nhà ngôn ngữ học Mục Lặc: chúng sanh không thể dựa vào các việc làm thiện ở thế gian này mà được sanh về cõi nước kia. Phạn văn Nhật dịch: học giả Phật giáo Trung Thôn Nguyên không thể đem chút ít việc thiện mà mong được giáng sanh về cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Tạng văn Nhật dịch: học giả Phật học từ bản Quyển Nhã không thể đem chút ít thiện căn mà mong được giáng sanh về cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ. 3. Thế nào gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân? Chúng ta hãy xem lại câu kinh dưới đây. Xá Lợi Phất: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói đến Đức Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu. Đây chính là đáp án cho câu hỏi ở trên về thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân được nói ở đây là bao gồm tất cả người xuất gia, người tại gia, người thiện, người ác, thậm chí cả chúng sanh trong tứ sanh lục đạo. Chỉ cần người đó nghe đến danh hiệu Đức Phật A-di-đà, từ đó về sau nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật thì đều được gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cho nên mười phương chúng sanh được nói trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Hai văn giải thích về Kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 1 trang 52 và 53. 4. Chấp trì danh hiệu là đa thiện căn, đa phước đức. Mười phương chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A-di-đà. Nghe nói đến Đức Phật A-di-đà ở đây không phải chỉ là nghe người ta niệm một tiếng A-di-đà Phật, mà gọi là nghe nói đến Đức Phật A-di-đà đâu. Không phải như vậy, mà là nghe thiện tri thức giảng giải về nguyên do,
về nội dung cứu độ 10 phương chúng sanh trong điều nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà. Rồi người đó trong tâm tin đạo lý nhân quả này, đây mới gọi là nghe nói đến Đức Phật A-di-đà. Nghĩa là trong tâm người ấy tin nhận Di-đà cứu độ và nguyện sanh Di-đà tịnh độ. Sau đó, chuyên xưng Di-đà Phật danh, đây là tin nhận tại nơi tâm, cũng gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp trong chấp trì nghĩa là tin tưởng kiên định không thay đổi, trì là không tan không mất. Ý nói trong tâm tin nhận đạo lý này một cách vĩnh viễn không hoài nghi không thay đổi, cũng tức là hoàn toàn tin nhận Di Đà cứu độ, nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, đây gọi là chấp trì. Trong tâm tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, ngoài miệng tự nhiên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, cho nên gọi là đa thiện căn, đa phước đức, chính là nghe nói đến Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu. Cũng như nói, người muốn giảng sanh về thế giới cực lạc nhất định phải là hạng đa thiện căn, đa phước đức. Thật ra đa thiện căn, đa phước đức vốn đã được chứa đựng hết trong câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà Ngài đã hoàn thành cho chúng ta. Nếu trong tâm chúng ta tin nhận, ngoài miệng xưng niệm, thì tự nhiên chúng ta sẽ được đầy đủ đa thiện căn, đa phước đức. Vì thế, xét trên phương diện này, thì đa thiện căn, đa phước đức không phải do chúng ta tích lũy, mà là do Đức Phật A Di Đà tích lũy. Chúng ta chỉ cần xưng niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về cõi tịnh độ của Ngài là được rồi. Đại sư Liên Trì nói, xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là thiện trong thiện, là phước trong phước. Lại nói, chấp trì danh hiệu nguyện thấy Đức Phật A Di Đà là đa thiện căn, là thiện căn tối thắng, thiện căn bất khả tư nghị. Đây là lời giải thích của Đại sư Liên Trì. Đại sư Ngẫu Ích giải thích, chỉ cần tin nhận Di Đà, nguyện sanh cực lạc, chấp trì danh hiệu thì mỗi niệm đều đầy đủ đa thiện căn, đa phước đức. Như vậy, chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà là hiển nhiên trở thành người đa thiện căn, đa phước đức. Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bị quốc. Chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào cõi nước kia. Đây là đoạn kinh văn trong kinh A Di Đà do Ngài Kumala Thập phiên dịch đang được phổ biến thọ trì, mà nay đã tìm thấy bản tiếng Phạn của kinh này. Nếu phiên dịch ra chữ Hán thì cũng phải là 14 chữ. Học giả đã phiên dịch như sau, mong mọi người hãy chú ý. Chúng sanh bất nhân thự thế, sở tố thiện hạnh, đắc sanh bị quốc. Chúng sanh không thể nhờ vào các việc thiện ở thế gian này mà được sanh về cõi nước kia. Khẳng định rằng, mười phương chúng sanh muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định phải nương vào công đức của Đức Phật A-di-đà, chứ không thể dựa vào các việc làm thiện của chính họ. Câu kinh Ngài Kumala Thập phiên dịch là thiện căn phước đức nhân duyên, bản tiếng Phạn chỉ có hai chữ thiện hạnh, lấy thiện hạnh để bao gồm cả thiện căn phước đức. Ở đây không nói là chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc thì không cần phải hành thiện tích đức, không cần hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, đồng thời cũng không bảo chúng ta chẳng cần tu lục độ vạn hạnh. Ý muốn nói rằng đương nhiên chúng ta phải làm tròn bổn phận, phải hiếu thuận phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Còn lục độ vạn hạnh thì tùy duyên, tùy phần mà tu, cũng là việc chúng ta đương nhiên phải làm. Còn như muốn giảng sanh về thế giới cực lạc thì nhất định phải nương vào sức công đức của Đức Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật, mà chúng ta không cần phải đem những việc làm ở thế gian để hồi hướng. Bởi vì những việc đó đều không được gọi là đa thiện căn, đại thiện căn thù thắng, thiện căn phước đức bất khả tư nghị được.
mà những việc đó đều là thiểu thiện căn, thiểu phước đức. Chỉ có công đức tu hành được tích lũy qua nhiều kiếp của Đức Phật A Di Đà mới được gọi là thiện căn phước đức thù thắng tối thượng. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc. Thế giới ấy được kiến tạo bởi tâm chân thật, tâm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Đó là cảnh giới vô ngã, niết bàn bất sanh bất diệt. Phàm phu chúng ta đầy dẫy tham sân si, làm sao có thể tiến vào cõi nước đó? Nhân quả không phù hợp, không tương ưng, nhất định phải nhờ công đức thiện căn vô ngã, vô lậu của Đức Phật A Di Đà mới có thể tiến vào thế giới cực lạc. Do đó, kinh A Di Đà nói: chúng ta phải nghe nói đến Đức Phật A Di Đà, rồi sau đó mới chấp trì danh hiệu. Đạo lý chính là ở chỗ này. Vì sao? Vì Đức Phật A Di Đà kiến tạo thế giới cực lạc, Ngài nhất định phải hoàn thành công đức giảng sanh cho chúng ta, sau đó hồi hướng hết cho chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ nói: ngã ư vô lượng kiếp, bất di đại thí chủ, phổ tế chư bần khổ, thề bất thành chánh giác. Nghĩa là: ta ở vô lượng kiếp không làm đại thí chủ, cứu khắp người nghèo khổ, thề không thành chánh giác. Đây là thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài nói: ta từ vô lượng kiếp đến nay đều làm một đại thí chủ. Vì vậy Đức Phật A Di Đà còn có tên gọi khác là đại thí chủ, tức là người bố thí lớn. Đức Phật A Di Đà bình đẳng cứu độ chúng sanh nghèo khổ ở khắp mười phương. Chúng ta khi còn ở thế gian này phải chịu đủ mọi bần cùng khốn khổ, sau khi chết lại phải chịu luân hồi trong sáu nẻo, khổ không thể nói hết được. Đức Phật A Di Đà nhất định phải làm một đại thí chủ đến cứu độ chúng ta. Từ khía cạnh này mà nói, công đức là do Đức Phật A Di Đà mang lại, cho nên gọi là Phật lực. Chúng ta nhờ niệm Phật, nương vào Phật lực mà được giảng sanh cực lạc. Ngoài ra, có một đoạn kinh văn, Đức Phật A Di Đà nói: vì chúng khai pháp tạng, quản thí công đức bảo. Vì chúng sanh khai tạng pháp, rộng thí báo công đức. Đức Phật A Di Đà vì mười phương chúng sanh chúng ta mà mở tạng pháp giảng sanh thành Phật, cho nên nói: vì chúng khai tạng pháp, trọng thí báo công đức, bố thí trọng lớn công đức quý báu cho chúng ta, khuyên chúng ta phải lìa khỏi ta bà, giảng sanh cực lạc mà thành tựu Phật quả. Một đoạn khác trong kinh Vô Lượng Thọ nói: linh chư chúng sanh công đức thành tựu, khiến các chúng sanh thành tựu công đức. Là Đức Phật khiến cho mười phương chúng sanh thành tựu công đức giảng sanh thành Phật. Một đoạn khác trong kinh Vô Lượng Thọ lại nói: dĩ bất thỉnh chi pháp, thí chư lê thứ, tức là dùng pháp không thỉnh ban cho tất cả mọi người. Đức Phật A Di Đà lấy pháp giảng sanh mà mười phương chúng sanh chúng ta không hiểu nổi, nhưng có thể lãnh thọ được để đem ra bố thí cho chúng ta. Do đó, đối với chúng ta, pháp môn này gọi là pháp môn Di Đà cứu độ. Chúng ta tin nhận pháp môn Di Đà cứu độ cũng có nghĩa là chúng ta tin nhận pháp môn chuyên xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Hai văn giải thích về kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1, từ trang 53 đến trang 58. 5. Nhất tâm bất loạn. Nay giải thích về nhất tâm bất loạn. Có rất nhiều trứ tác đều giải thích nhất tâm bất loạn là chúng sanh niệm Phật phải đạt đến công phu nhất tâm bất loạn. Dĩ như phải đạt đến sự nhất tâm bất loạn, thậm chí có thể là lý nhất tâm bất loạn, tức là cảnh giới cao tột. Nếu không, chí ít cũng phải đạt đến công phu thành phiến. Khi thức cũng như trong mộng đều như một,
tịnh niệm tương tục. Kỳ thật, giải thích như vậy là hoàn toàn sai lầm. Đây là đem giáo lý thông thường ra để giải thích về giáo lý tịnh độ. Thật ra, ý nghĩa nhất tâm bất loạn ở đây rất đơn giản và cũng hoàn toàn phù hợp với câu nói. Chúng ta nghe nói đến Đức Phật A-di-đà trong tâm tin nhận Di-đà cứu độ. Ngoài miệng xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật hoặc một ngày cho đến bảy ngày. Hoặc một ngày hoặc bảy ngày ở đây là chỉ cho mạng sống của chúng ta. Tùy theo mạng sống của chúng ta kéo dài được bao lâu mà chuyên xưng câu danh hiệu này. Nếu mạng sống của chúng ta chỉ còn một ngày, thì chuyên niệm danh hiệu một ngày. Nếu mạng sống của chúng ta còn bảy ngày, thì chuyên niệm danh hiệu bảy ngày. Nếu mạng sống của chúng ta còn bảy tháng, bảy năm hay bảy mươi năm, thì chúng ta phải suốt đời niệm câu danh hiệu này mà không cần phải nhờ vào các công hạnh khác. Tuy chúng ta có tích lũy các thiện căn phước đức khác, nhưng không thể nhờ vào một chút thiện căn phước đức ấy mà được giáng sanh, bởi vì nó không đủ. Mà giáng sanh đều phải nương vào câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng niệm danh hiệu cũng tùy thuộc vào căn tính của chúng ta. Căn tính của mỗi người mỗi khác, dù là trí thức, nông dân, công nhân hay thương gia, nhưng đều đem cương vị và trình độ của mình ra mà niệm Phật là tốt rồi. Có khả năng niệm dài dạng câu thì niệm dài dạng câu, không thể niệm dài dạng câu, chỉ niệm được vài nghìn câu thì niệm vài nghìn câu, có khả năng nhiều thì niệm nhiều, có khả năng ít thì niệm ít, nhưng hễ có thời gian thì liền xưng niệm câu danh hiệu này. Còn như trong lúc đang niệm Phật, tâm có tán loạn hay không tán loạn, có vọng tưởng hay không có vọng tưởng, điều này không thành vấn đề. Bởi vì giảng sanh không phải nhờ vào công phu của chúng ta, cùng với việc có vọng tưởng tạp niệm hay không, có đạt đến công phu nhất tâm hay không đều chẳng liên quan. Đâu phải chúng ta nhất tâm mới giảng sanh, không nhất tâm thì chẳng thể giảng sanh, hoặc là nhất định lâm chung phải chánh niệm hiện tiền mới giảng sanh, không chánh niệm thì không thể giảng sanh. Hoặc lại nói, khi lâm chung phải có người trợ niệm mới giảng sanh, không có người trợ niệm thì không thể giảng sanh, vân vân. Ở đây không đề cập đến những điều đó, bởi vì tất cả đều là sức của Đức Phật A Di Đà. Chỉ cần chúng ta một lòng chuyên niệm danh hiệu Ngài, nguyện sanh về thế giới cực lạc, suốt đời không thay đổi, thì khi lâm chung, Đức Phật A Di Đà tự nhiên sẽ hiện thân tiếp dẫn chúng ta giảng sanh cực lạc, hoàn toàn không tồn tại vấn đề công phu có nhất tâm bất loạn hay không. Vì thế, nhất tâm bất loạn ở đây chính là tâm chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chuyên tin Đức Phật A Di Đà không thay đổi, không tạp loạn, đây là nhất tâm bất loạn. Nếu có người nói, này bạn, anh A có một pháp môn đặc biệt thù thắng, bạn đến học chứ? Chúng ta cũng chẳng hiếu kỳ, vì bất luận pháp môn nào cũng đều không bằng câu danh hiệu A-di-đà Phật của chúng ta. Chỉ cần một câu danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật này đã có đầy đủ dạng đức, việc giảng sanh của chúng ta lập tức thành tựu, chẳng cần phải nhờ vào các công hạnh khác. Sở dĩ chúng ta không hiếu kỳ, không động loạn là bởi chúng ta có tâm tin nhận đối với Đức Phật A-di-đà. Đây gọi là nhất tâm bất loạn. Hiện tại, phiền não, vọng tưởng tạp niệm của chúng ta khởi lên, chúng ta cũng đừng vì thế mà lo lắng cho rằng hỏng bét rồi, ta muốn giảng sanh về thế giới cực lạc mà lại có những tâm niệm này thì Đức Phật A-di-đà làm sao có thể cứu độ ta? Liệu Ngài có bỏ rơi ta không? Hoàn toàn không nên và không cần phải lo lắng như thế. Xin hỏi mọi người, có ai lại không có tham sân si? Có ai mà không có vọng tưởng tạp niệm? Nếu bạn không có tham sân si, vọng tưởng tạp niệm thì bạn đã là A-la-hán rồi.
Đức Phật A Di Đà hoàn toàn không vì cứu độ bậc A La Hán. Ngài trải qua trăm kiếp tư duy để phát ra lời thệ nguyện và trải qua nhiều kiếp tu hành. Lẽ nào lại không có giá trị ư? Bản thân các vị A La Hán có thể tự ra khỏi tam giới, lục đạo luân hồi, cần gì Đức Phật A Di Đà phải cứu độ? Cho nên, đối tượng mà Đức Phật A Di Đà muốn cứu độ chính là chúng sanh trong đời ác ngũ trược. Ngũ trược nghĩa là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Chúng sanh chúng ta xưa nay vốn là có kiến trược, phiền não trược thì mới là phàm phu. Nếu chúng ta không có kiến trược, không có phiền não, không có tham sân si mạng nghi, thì chúng ta đâu phải là phàm phu. Mà không phải là phàm phu thì cũng không phải là đối tượng mà Đức Phật A Di Đà muốn cứu độ. Thế nên, theo phương diện này, thì chính vì chúng ta có phiền não nên mới hổ thẹn và vui vẻ niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật này. Đồng thời, vì chúng ta có phiền não nên mới càng biết ơn sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy, xin các liên hữu niệm Phật cầu giáng sanh cực lạc, chớ nên thấy mình có phiền não, tạp niệm mà sanh tâm sợ hãi, thoái lui, cảm thấy mình không đủ tư cách giáng sanh rồi hoài nghi Đức Phật A Di Đà. Nếu nghĩ như vậy thì chẳng khác gì cầm dao đâm vào ngực Đức Phật A Di Đà, khiến cho Ngài phải đau lòng mà rơi lệ. Đức Phật A Di Đà nhất định không bỏ rơi chúng ta, nên Ngài mới phát nguyện tu hành để cứu độ chúng ta. Chỉ cần chúng ta chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật, nương vào sự cứu độ của Ngài, bất kể tâm mình có thanh tịnh hay không thanh tịnh, công phu có đạt đến nhất tâm hay không, đều chẳng cần quan tâm. Hai văn giải thích về Kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1 từ trang 58 đến trang 61. 6. Ba đoạn văn nói về hai tầng nhân quả là yếu chỉ của Kinh A Di Đà. Kinh văn, Tổ sư giải thích, chú giải. Kinh văn, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Phan thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, phân vân, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật, giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A Di Đà Phật, cực lạc quốc độ. Dịch nghĩa, không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nghe nói về Đức Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu hoặc một ngày phân vân đến hoặc bảy ngày nhất tâm bất loạn, người ấy khi sắp mạng chung, Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mắt người ấy. Người này khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tổ sư giải thích, trong Pháp Sự Tán của Đại sư Thiện Đạo giải thích đoạn kinh văn này như sau: cực lạc vô vi niết bàn giới, tùy duyên tạp thiện khủng nan sanh, cố sự Như Lai tuyển yếu pháp, giáo niệm Di Đà chuyên phục chuyên, thất nhật thất dạ tâm vô gián, trường thời khởi hạnh bội giai nhiên, lâm chung thánh chúng trì hoa hiện, thân tâm dũng dược tọa liên hoa, tọa thời tức đắc vô sanh nhẫn, nhất niệm nghinh cương chí Phật tiền, pháp lữ tương y cánh lai trước, chứng đắc bất thoái nhập tam hiền. Nghĩa là cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện khó giảng sanh, cho nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên, bảy ngày bảy đêm không gián đoạn,
hành trì lâu dài gấp bội thêm. Lâm chung thánh chúng mang hoa đến, thân tâm hớn hở ngồi tòa sen. Ngồi rồi liền đắc vô sanh nhẫn, một niệm liền sanh ở trước Phật. Pháp lữ cùng nhau mang y đến, chứng được bất thoái nhập tam hiền. Chú giải: không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Đa số người ta đều cho rằng người tu hành cần phải phát tâm bồ đề, rộng tu lục độ vạn hạnh, hành thiện tích đức thì mới là đa thiện căn, đa phước đức, mà không biết rằng chỉ cần chấp trì danh hiệu tức là đa thiện căn, đa phước đức. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Phần nhiều người ta thường đem quan điểm của Thánh Đạo Môn ra để xuyên tạc cái nghĩa chân thật nhất tâm bất loạn của pháp môn Tịnh Độ, vốn là pháp môn đặc biệt. Họ cho rằng nhất tâm bất loạn nghĩa là người niệm Phật phải đạt đến công phu sâu dày, chứng nhập tam muội hoặc phục đoạn phiền não, mà họ không biết rằng chấp trì danh hiệu chính là tâm tin nhận Di Đà cứu độ, miệng xưng Di Đà danh hiệu. Nhất tâm nghĩa là không có hai tâm, không hai chính là chuyên. Bất loạn tức là không tạp loạn, không tạp loạn cũng là chuyên. Thế nên Đại sư Thiện Đạo giải thích chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn nghĩa là niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên. Cho nên bất luận người nào chỉ cần suốt đời hoặc một ngày hoặc bảy ngày cho đến mười niệm hoặc một niệm chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc, liền nhờ nguyện lực của Phật sẽ được vãng sanh, rất dễ hiểu, dễ thực hành mà không mảy may có nghĩa huyền diệu gì khác. Người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo. Đa số người ta đều cho rằng khi mạng chung nhất định phải tự mình giữ được chánh niệm, tâm không điên đảo mới có thể cảm được Đức Phật A-di-đà hiện ra trước mắt, tiếp dẫn giảng sanh. Mà họ không biết rằng vì Phật hiện ra trước rồi mới được chánh niệm, chứ chẳng phải được chánh niệm rồi Phật mới hiện. Nghĩa là Đức Phật từ bi gia hộ khiến cho tâm ta không tán loạn. Bởi vì bình sanh chuyên trì danh hiệu Phật, khi lâm chung Phật nhất định hiện ở trước. Vì Phật hiện ra rồi nên tự nhiên tâm được chánh niệm và không điên đảo. Hai tầng nhân quả này trong kinh văn vốn đã phân minh, tổ giải nghĩa càng thêm rõ ràng. Nếu tĩnh tâm suy nghĩ thì nghĩa ấy tự hiển hiện. Trích trong Yếu Chỉ của kinh A-di-đà, trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng nghĩa. 7. Đối chiếu hai bản dịch kinh A-di-đà. Bản đối chiếu hai bản dịch kinh A-di-đà của Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập và bản của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là Kinh Phật Thuyết A-di-đà. Huyền Trang Pháp Sư dịch là Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Điểm giống nhau, cả hai bản dịch đều dịch là Xá Lợi Phất. Trong Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, Pháp Sư Huyền Trang dịch là Nếu các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có niềm tin thanh tịnh. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch Nghe nói đến Đức Phật A-di-đà. Pháp Sư Huyền Trang dịch là Được nghe công đức trang nghiêm của thế giới cực lạc và danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ, có vô lượng vô biên công đức bất khả tư nghị như thế.
Pháp sư Kumala Thập dịch là chấp trì danh hiệu. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là nghe rồi suy nghĩ. Pháp sư Kumala Thập dịch là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy. Pháp sư Kumala Thập dịch nhất tâm bất loạn. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là hệ niệm bất loạn. Pháp sư Kumala Thập dịch là người ấy. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy. Pháp sư Kumala Thập dịch khi sắp mạng chung. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là khi sắp mạng chung, giống nhau. Pháp sư Kumala Thập dịch Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng vô lượng đệ tử Thanh Văn và chúng Bồ Tát Câu Hội. Pháp sư Kumala Thập dịch hiện ở trước mặt người ấy. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là trước sau vây quanh đến đứng ở trước mặt người ấy. Pháp sư Kumala Thập dịch người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch từ bi gia hộ khiến cho đã bỏ thân mạng rồi tâm không điên đảo. Pháp sư Kumala Thập dịch liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch là theo chúng hội của Đức Phật sanh về thế giới cực lạc thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Bản dịch của Tam Tạng Pháp sư Kumala Thập là dịch ý, nghĩa là dựa vào ý nghĩa tiếng Phạn mà dịch thành tiếng Hoa. Có đặc điểm: thứ nhất, thuận theo ngữ pháp tiếng Hoa; thứ hai, thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc; thứ ba, nội dung tóm tắt, lời văn ngắn gọn. Còn bản dịch của Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang là dịch thẳng, nghĩa là dựa vào câu văn tiếng Phạn mà dịch thành tiếng Hoa. Có đặc điểm: một, thuận theo ngữ pháp của tiếng Phạn; hai, không thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc; ba, nội dung tỉ mỉ, lời văn rườm rà. Trích trong Yếu Chỉ của Kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Nghĩa. 8. Chúng sanh trong biển khổ. Đại sư Đàm Loan là một người chân thật tu hành. Trong phần đầu của kệ Tán A Di Đà Phật, Ngài nói: ngã tùng vô thỉ tuần tam giới, vì hư vọng luân sở hồi chuyển, nhất niệm nhất thời sở tạo nghiệp, túc hệ lục đạo trệ tam đồ. Nghĩa là ta từ vô thỉ theo tam giới, bị luân hồi hư vọng xoay chuyển, mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp, đủ trói trong lục đạo tam đồ. Đại sư Đàm Loan nói: ta từ vô thỉ đến nay đều tạo nghiệp trong tam giới, nghĩa là bị luân hồi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên nói ta từ vô thỉ theo tam giới, bị luân hồi hư vọng xoay chuyển. Tam giới nghĩa là lục đạo luân hồi, mà lục đạo luân hồi thì hư vọng không chân thật. Nhưng chúng ta cứ thản nhiên ôm cái hư vọng cho là chân thật. Nên một khi đã ở trong luân hồi rồi
thì bị lưu chuyển không bao giờ ngừng nghỉ. Mãi đến tận hôm nay, chúng ta vẫn mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp đủ để trói buộc trong lục đạo tam đồ. Mỗi giây mỗi phút cũng là tâm tâm niệm niệm, hiện tại tâm tâm niệm niệm đều tạo nghiệp. Tuy nói nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp, nhưng Ngài Đàm Loan nói, nghiệp này đủ để trói buộc chúng ta trong lục đạo tam đồ, nghĩa là đều ở trong ba đường ác. Ý của đoạn văn này nói, Đại sư Đàm Loan tự nhận mình là một phàm phu tạo tội, tạo nghiệp. Nghiệp mà Ngài đã tạo trong từng sát na không phải là thiện nghiệp mà là nghiệp ở trong ba đường ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, lục đạo là biển khổ. Biển này rõ ràng là không bờ cũng không đáy. Sự luân hồi trong lục đạo không có giới hạn, cũng không có kết thúc. Chúng ta thường trồi lên hụp xuống trong lục đạo. Trồi lên nghĩa là ở trong biển này thỉnh thoảng chúng ta được sanh làm người, chợt nhô đầu lên trong khoảng mấy hơi thở rồi lại chìm xuống. Ngay cả Đại sư Đàm Loan cũng tự nhận mình là một chúng sanh trồi lên hụp xuống trong tam ác đạo. Huống chi chúng ta, Ngài sống vào thời Nam Bắc Triều, vua Lương Vũ Đế phải hướng đến Ngài đảnh lễ và tôn xưng Ngài là Bồ Tát Loan. Vua của Bắc Triều, Bắc Ngụy thì tôn xưng Ngài là Thần Loan. Người như vậy mà tự nhận mình là một chúng sanh tội ác thì huống gì chúng ta? Chúng ta không có một chút năng lực, cơ hội nào để thoát khỏi lục đạo. Vì thế, nếu không có Đức Phật A-di-đà đã vì chúng ta mà phát ra điều nguyện thứ 18, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra khỏi. Chúng sanh khởi tâm động niệm như thế nào? Kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói, nhất nhân nhất nhật trung, bát ức tứ thiên niệm, niệm niệm chi sở vi, giai thị tam đồ nghiệp. Nghĩa là một người trong mỗi ngày 84.000 niệm, hành vi trong mỗi niệm đều là nghiệp tam đồ. Mỗi người trong một ngày có bao nhiêu ý niệm? Có 84.000 ý niệm. Đây không phải là con số mà là một thứ biểu pháp, cũng có nghĩa là vô lượng vô biên số ý niệm không thanh tịnh. Hành vi của những ý niệm này không phải giúp cho chúng ta được sanh làm người, sanh lên thiên đường hay thoát ly lục đạo luân hồi, mà trái lại đều là tạo nghiệp trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm niệm của chúng ta rõ ràng là như vậy, nghĩ đến mà kinh hoàng. Cho nên kinh Địa Tạng nói, Nam Diêm Phù Đề chúng sanh cử chỉ động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Nghĩa là chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề cử chỉ động niệm không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Nghĩa là chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả ngôn ngữ, hành vi của ba nghiệp, thân khẩu ý đều là nghiệp, đều là tội. Kinh Địa Tạng lại nói, nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chứng thánh đạo. Nghĩa là nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi tu di, có thể sâu rộng như biển, có thể làm chướng ngại thánh đạo. Nghiệp lực của chúng sanh có thể sánh bằng núi tu di. Tu di là ngọn núi cao nhất trong vũ trụ, nhưng nghiệp tội của chúng ta so với núi tu di còn cao hơn, sâu rộng như biển. Đại hải là sâu nhất, nhưng tội nghiệp của chúng ta so với đại hải còn sâu hơn. Như vậy, nếu Đức Phật A Di Đà không phát ra lời thệ nguyện nếu ta thành Phật, vân vân, thì chúng ta vĩnh viễn phải chịu luân hồi trong ba cõi sáu đường. Ba cõi này Đại sư Đàm Loan miêu tả như thế nào? Ngài nói, ba cõi là hư giả,
là nhiễm ô, là điên đảo, là phá hoại, là luân hồi, là vô cùng. Nghĩa là nhân và quả của chúng sanh trong ba cõi đều hư giả không chân thật, đều là nhiễm ô không thanh tịnh, đều là điên đảo, không phải là chánh tri chánh kiến, đều là phá hoại, mỗi niệm thay đổi vô thường, không tồn tại vĩnh hằng. Hơn nữa, một khi đã luân hồi thì không đọa vào địa ngục, cũng làm ngạ quỷ hay súc sanh, không bao giờ cùng tận. Điều này thật khủng khiếp. Lại nói, phàm phu bị sanh tử lưu chuyển trong nhà tối tam giới. Tam giới giống như ngôi nhà rộng nhưng vô cùng tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Ý muốn nói, phàm phu chúng ta ở trong ba cõi sáu đường thường mê mà không giác. Lại nói, tam giới đều do tà đạo hữu lậu sanh ra, là giấc mộng dài không biết khi nào tỉnh. Chúng ta vĩnh viễn ở trong đó, không biết khi nào mới ra khỏi. Luân chuyển trong ba cõi, nếu không gặp được Phật Pháp, hoặc gặp Phật Pháp nhưng không gặp được pháp môn cứu độ của Đức Phật A-di-đà, thì vĩnh viễn ở trong nhà tối tam giới, trong lục đạo như giấc mộng lớn, không thể nào thoát khỏi. Nghĩa của điều nguyện thứ 18, ngày 20 tháng 3 năm 2005. Ba La Mã, hành đạo không khó. Một, đạo khó hành và đạo dễ hành. Căn cơ của chúng sanh có muôn vàn sai khác, nên trên lộ trình tiến tu đến địa vị bất thoái chuyển cũng có rất nhiều pháp môn. Trong vị hành phẩm, Bồ Tát Long Thọ đem tất cả pháp môn tu để đạt đến bất thoái chuyển, chia ra thành đạo khó hành và đạo dễ hành. Đạo khó hành thì hoặc là hoàn toàn dựa vào sức mình, hoặc là tu hành một nửa tha lực, một nửa tự lực. Đạo dễ hành là chỉ cho pháp môn tu hành được Đức Phật A-di-đà cứu độ của Tông Tịnh Độ mà Bồ Tát Long Thọ đã nhấn mạnh, đó là đạo dễ hành, nghĩa là hoàn toàn dựa vào tha lực. Tha lực ở đây là chỉ riêng cho sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Vì vậy, đạo dễ hành có thể nói là hoàn toàn nương vào sức của Đức Phật A-di-đà, không có mảy may nào là sức của mình. Ví dụ như, có một người không biết bơi, chẳng may bị rơi xuống biển, không có cách nào sang được bờ bên kia. Anh ta vùng vẫy đau khổ, sắp chết chìm trong gang tấc, thì bỗng Đức Phật A-di-đà chèo thuyền bản nguyện đến bên anh ta. Ngài nói, người không có sức cũng không có ai cứu, nên nay ta đến để cứu ngươi. Nói rồi, Đức Phật A-di-đà kéo anh ta lên thuyền đại nguyện. Người này không cần phải mua vé, cũng chẳng cần phải phụ giúp người lái một tay, mà lại mau chóng sang được bờ bên kia một cách an toàn. Nên Bồ Tát Long Thọ thí dụ đây là pháp môn đi thuyền. Ở nước Ngụy, nước Tấn, thời đại Nam Bắc Triều, có một vị tổ sư của Tông Tịnh Độ là Đại sư Đàm Loan. Ngài cũng kế thừa tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ cho rằng đạo dễ hành là pháp môn đi thuyền, nghĩa là nhờ ngồi trên thuyền cho nên mau tới mà không bị thoái lui. Còn Ngài ví đạo khó hành giống như đi bộ, nghĩa là dùng sức của mình để tự đi. Ý nghĩa của việc đi thuyền là dù bản thân có sức lực nhưng trên suốt lộ trình cũng không cần sử dụng. Huống hồ bản thân không có một chút sức lực nào nên mới bị đọa lạc, thì nhất định phải nhờ vào sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Nội dung chủ yếu của vị hành phẩm là hỏi đáp về đạo khó hành và đạo dễ hành. Để nói rõ về đạo dễ hành, sau đó chỉ hỏi đáp về đạo dễ hành,
nhờ đó hiển bày trọn vẹn tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Vẫn viết: chỉ A Duy Việt Trí Địa Giả hành chư nan hạnh, cửu nải đắc khả, hoặc đọa thanh văn bích chi Phật địa, hoặc nhĩ giả thị đại suy hoạn, chân chân. Nhược chư Phật sở thuyết hữu dị hành đạo, tật đắc chí A Duy Việt Trí Địa Phương Tiện Giả, nguyện vị thuyết chi. Hỏi: người tu hành muốn đắc A Duy Việt Trí phải trải qua thời gian lâu dài, làm những hành khó làm mới có thể chứng đắc, hoặc rơi vào hàng thanh văn hay bích chi Phật. Nếu như vậy thì thật là một điều đáng lo lắng. Như chư Phật đã dạy, có đạo dễ hành là phương tiện mau chóng đắc A Duy Việt Trí. Cuối xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con được biết. Phán định về hai đường khó và dễ trong Tịnh Huệ Pháp Sư Giảng Diễn, tập 1, trang 99 đến 101. 2. Môn Thánh Đạo và Môn Tịnh Độ. Bồ Tát Long Thọ nói: Phật Pháp có vô lượng pháp môn. Lại nói: Bồ Tát Đạo cũng như vậy. Cho nên nói, Phật Pháp chính là Bồ Tát Đạo. Nhưng bất luận là Phật Pháp hay Bồ Tát Đạo, cũng đều có thể chia thành hai môn là đạo khó hành và đạo dễ hành. Nội dung của đạo khó hành giống như đi bằng chân trên đường bộ. Trên hành trình đi thì rất cực khổ, là nhiều, là lâu đến, là thoái tâm, nhất định phải siêng năng tinh tấn. Không những phải trải qua nhiều kiếp tu tập các thứ pháp môn, mà còn có thể bị thoái chuyển. Đặc biệt, đạo dễ hành thì không phải như vậy, giống như đi đường thủy, ngồi trên thuyền rất thoải mái. Không những rất dễ đi mà lại mau đến, là một và nhanh, là chắc chắn. Một nghĩa là chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà mà không cần phải nhờ vào các công đức khác để hồi hướng. Chỉ cần nhất hướng chuyên xưng A-di-đà Phật là đủ rồi. Hơn nữa, kết quả lại nhanh chóng, thành tựu ngay trong hiện tại, đồng thời chắc chắn vãng sanh 100%, không còn bị thoái chuyển. Bồ Tát Long Thọ đem toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chia thành hai môn là đạo khó hành và đạo dễ hành. Đạo sư Đàm Loan tiến thêm một bước, phân tích thành tự lực và tha lực. Kế đến, đệ tử của đại sư Đàm Loan là đại sư Đạo Xước tiếp tục phân ra thành môn Thánh Đạo và môn Tịnh Độ. Đại sư Đạo Xước cho rằng môn Thánh Đạo nhất định phải thuộc căn cơ bậc thánh mới có thể tu hành, còn môn Tịnh Độ thì không nhất định phải là căn cơ bậc thánh, mà chúng sanh chỉ cần tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ thì sẽ được vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà và thành Phật. Tóm lại, toàn bộ Phật Pháp có thể chia thành hai môn là môn Thánh Đạo và môn Tịnh Độ. Môn Thánh Đạo là đạo khó hành, nó thuộc về tự lực, chỉ căn cơ bậc thánh mới có thể tu được. Luận về tu hành là phải tu như thế nào, nghĩa là giống như đi bộ, cho nên là khổ, là nhiều, là lâu, là thoái lui. Đã có thoái chuyển thì việc chứng quả bất định. Còn môn Tịnh Độ thì thế nào? Là đạo dễ hành, là tha lực, tất cả phàm phu đều có thể tu được. Nghĩa là nói tâm tin vào pháp môn cứu độ. Tin như thế nào? Tin vào pháp môn niệm Phật. Chuyên nhất niệm Phật thì giống như đi đường thủy nhờ thuyền, cho nên là vui, là duy nhất, là nhanh, là chắc chắn, mà vãng sanh quyết định.
Môn thánh đạo và môn tịnh độ đều là Phật pháp. Đạo khó hành và đạo dễ hành cũng là Phật pháp. Tự lực và tha lực cũng đều là Phật pháp. Cho nên chúng ta không thể nói rằng phải dũng mãnh tinh tấn tu hành mới là Phật pháp. Còn ung dung thoải mái niệm Phật thì không phải là Phật pháp. Quan niệm này không đúng. Thông thường, đa số tín đồ Phật giáo đều so sánh và sùng kính những bậc tu hành khổ hạnh. Họ cho rằng học Phật quý ở tu hành khổ hạnh. Cho nên, người có trải qua tu khổ hạnh mới được đại chúng tin phục. Còn các ông già bà lão là những người không biết chữ, chẳng qua chỉ mấp máy môi niệm Phật. Như thế thì có gì là quý? Thậm chí có người còn hoài nghi, chẳng lẽ đây cũng là Phật pháp ư? Đây chẳng những đương nhiên là Phật pháp, mà còn là Phật pháp giúp hành giả thành tựu Phật quả mau chóng nhất. Thế nhưng, lại có lắm người xem thường người niệm Phật. Họ cho rằng, ta là người có học vấn thế này, có thể thâm nhập kinh tạng, tinh tấn thế kia, có thể học đủ các pháp môn. Chẳng lẽ ta lại giống như các ông già bà lão suốt ngày chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi sao? Chính vì có thiền chấp này nên mới sanh tâm kiêu mạn. Nếu tình trạng cứ như vậy thì như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, khó mà tin được pháp môn này. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1 trang 139 đến 142. 3. Môn thánh đạo là giáo pháp tu hành tự lực. Môn thánh đạo là giáo pháp tu hành tự lực, hoàn toàn dựa vào khả năng và sức lực của mình. Đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo không mất thân người, tu hành lục độ vạn hạnh để chứng quả. Nhưng giáo pháp này chỉ căn cơ bậc thánh mới có thể tu hành nổi, cho nên gọi là khó. Còn môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực. Đời này, lúc này ở thế giới ta bà, nhất hướng niệm Phật, giảng sanh về tịnh độ cực lạc để chứng quả. Giáo pháp này phàm phu ai cũng tu được, cho nên gọi là dễ. Nói cách khác, nếu phải tu hành theo môn thánh đạo, thì trước hết bạn phải có đầy đủ căn cơ của bậc thánh. Phải xác định được mục tiêu trọng yếu. Nếu đời này bạn không thể thành tựu đạo nghiệp, thì cũng phải được thân người trở lại. Hơn nữa, phải có nhân duyên liên tục. Nếu cả đời bạn không thành tựu đạo nghiệp, thì vẫn phải tiếp tục tu hành, phải có bản lĩnh như thế. Nếu không thì miễn bàn, bởi vì chính bạn cũng không biết đời này bạn sẽ đi đâu. Nhưng thường thường chạy không thoát cái gọi là tam thế oán, nghĩa là đời này bạn học Phật, bố thí, tích lũy rất nhiều công đức, đời sau được hưởng thụ phú quý. Nhưng trong khi hưởng lạc, bất tri bất giác tạo ác, đời thứ ba sẽ đọa lạc. Vì vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp dạy chúng ta hành thiện tích đức không phải để cầu sanh lên trời hay làm người hưởng phước, hoàn toàn không phải như vậy. Ngài dạy chúng ta phải hồi hướng khi lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn tập 1 trang 143 144. 4. Môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực. Môn thánh đạo và môn tịnh độ không giống nhau. Môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực, là chỉ cho nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Tính nghĩa là tin sự thật tồn tại một cách khách quan, vì nếu không có sự thật tồn tại khách quan bên ngoài thì tín ngưỡng của chúng ta chỉ là trống rỗng, chỉ là nói suông. Sự tồn tại của thế giới cực lạc và Đức Phật A-di-đà
là sự thật khách quan mà Đức Phật Thích Ca bảo chứng cho chúng ta. Vì thế, sự tồn tại của Đức Phật A Di Đà là căn nguyên tính tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin lời Phật nói, không cần phải tính toán hay đắn đo gì, tự nhiên, thật thà tin tưởng, không nghi ngờ, không lo lắng, lập tức tiếp nhận được sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Như trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống nước thì có bóng trăng hiện ra. Bóng trăng không phải do nước sanh ra, chỉ cần có trăng thì mặt nước ảnh hiện ra bóng trăng. Không phải nhờ phương tiện mới sanh, hồ to cũng được, chén nhỏ cũng được, chỉ e rằng bạn lấy nắp vung mà che các đồ đựng nước lại. Bằng không thì chẳng có gì phải bàn. Nhìn dòng sông có nước thì nhìn dòng sông đều có bóng trăng. Cũng vậy, chỉ cần chúng ta bằng lòng tiếp nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà thì trong tâm mỗi người đều có công đức của Ngài. Đức Phật A Di Đà ở cùng một chỗ với chúng ta, cùng ra cùng vào, cùng ngủ cùng thức, cùng công tác và mãi mãi bảo hộ chúng ta. Thế nhưng nếu chúng ta đem tâm thủy của mình che kín lại, hoài nghi, làm gì có Đức Phật A Di Đà, làm gì có thế giới cực lạc, đâu có chuyện dễ dàng như thế, thiên hạ đâu có chuyện ăn bánh không phải trả tiền. Nói những lời như vậy là tự đánh mất lợi ích lớn. Giống như mặt trời chiếu khắp đại địa, chiếu cả cây to lẫn cây nhỏ, chiếu cả người xuất gia lẫn người tại gia, chiếu cả người tu hành lẫn người không tu hành. Thế nhưng nếu bạn tự mình trốn tránh, ẩn náu ở trong động hay trong nhà thì bạn không thể tiếp xúc được với ánh mặt trời. Cho nên pháp môn tịnh độ này là giáo pháp tính tâm tha lực, nghĩa là ngay ở trong đời này, lúc này, tại thế giới ta bà này, tin tưởng niệm Phật chắc chắn vãng sanh, và nhất hướng niệm Phật thì lâm chung sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc, chứng quả vị. Nhất hướng nghĩa là không có hai hướng, ba hướng. Không phải hôm nay niệm Phật, ngày mai lại niệm cái khác. Nếu tâm tư không nhất định, nay tu pháp này, mai lại tu pháp khác, thì không phải là nhất hướng. Nhất hướng là từ khi mới bắt đầu phát tâm, liên tục cho đến lúc vãng sanh đều không thay đổi, mới là nhất hướng niệm Phật. Người thực sự tin Phật thì luôn nhất hướng niệm Phật, lâm chung được vãng sanh về cõi tịnh độ cực lạc để chứng quả vị. Ý của câu văn trên là môn tịnh độ không yêu cầu người niệm Phật phải ở thế giới ta bà này chứng quả vị, mà là về thế giới cực lạc rồi mới chứng quả vị. Còn tu theo môn thánh đạo thì bắt buộc người tu hành phải ở ngay thế giới ta bà này chứng quả vị. Đời này không thành tựu thì đời sau trở lại. Đời sau nếu không thành tựu thì đời sau nữa trở lại tiếp tục tu hành, liên tục cho đến khi chứng quả. Chúng ta không làm được như vậy. Nghĩ đến con đường phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp khổ tu, là nhiều, là lâu, là thoái chuyển của đạo khó hành, mà bản thân thì hoàn toàn không có một chút năng lực nào. Hơn nữa, nghĩ đến Đức Phật A Di Đà đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta rồi, về đến thế giới cực lạc rồi mới chứng quả vị. Việc này thì mọi người thiện, ác, phàm phu, ai ai cũng có thể làm được. Tóm lại, giáo pháp tu hành theo môn thánh đạo trong Phật pháp là đạo khó hành, là tự lực, là khổ, là lấy việc tu hành lục độ vạn hạnh làm tông chỉ. Còn môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm, là tình Phật, là đạo dễ hành, là tha lực, là vui, là lấy tín nguyện truyền xưng danh hiệu Phật làm tông chỉ. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 144 đến 147.
5. Lời của Đại sư Thiện Đạo được chứng thật. Đại sư Thiện Đạo sinh năm 613, mất năm 681, sống vào đời Đường, ở chùa Tây Kinh thuộc đất Trường An, đã từng cùng với Pháp sư Kim Cang so sánh niệm Phật hơn kém ra sao. Đại sư Thiện Đạo ngồi trên tòa cao phát nguyện. Y cứ vào rất nhiều kinh điển Đại Thừa của Đức Phật nói, niệm Phật được vãng sanh tịnh độ, bất luận là người lúc bình thường học Phật, cả đời niệm Phật, hay là người mới chỉ niệm Phật được mấy ngày, thậm chí là người lúc sắp chết mới biết niệm Phật, chỉ niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng A-di-đà Phật, nương vào Phật lực đều nhất định được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu nói lời này là chân thật, tuyệt đối không lừa dối chúng sanh, thì xin cho toàn bộ tượng Phật trong chùa đều phóng ánh sáng để làm chứng. Nếu pháp môn niệm Phật này là giả dối, chẳng qua là chư Phật nói những lời dụ dỗ để đánh lừa chúng sanh, chứ thật ra đều không thể vãng sanh tịnh độ. Nếu như vậy thì Đại sư Thiện Đạo tôi lập tức đọa vào đại địa ngục ngay ở trên tòa này, chịu đau khổ vĩnh viễn không có ngày ra khỏi. Sau khi nói lời ấy xong, Đại sư Thiện Đạo cầm gậy Như Ý chỉ vào các tượng Phật trong chùa. Lập tức sự việc bất khả tư nghị đã diễn ra, đó là toàn bộ tượng Phật đều phóng ánh sáng lớn. Trích trong Niệm Phật Kính do Đạo Kính và Đại sư Thiện Đạo biên tập vào đời Đường. Lợi ích thù thắng của việc niệm Phật trong Niệm Phật Cảm Ứng Lục, tập 1, trang 70.